Xin chào toàn thể quý vị khán giả yêu quý đã đến với kênh của DVH Audio nha. Hôm nay thì kênh của mình lại lên clip mới, lại lôi loa ra cái khu công viên ở gần nhà. Để quay clip cho các bác xem ơi. Đấy, hôm nay thì lên clip loa, củ loa. Đấy, đang quay clip thì lại có một thanh niên chổng tre ra lên nẹt bô. Nẹt đi. Nẹt bô khán giả xem cái. Nẹt bô đi. Điếc tai hàng xóm này. Nói chung ra đường gặp mấy thằng điếc tai này phiền lắm. Mình bán loa đài mình nghe loa to không điếc tai, nhưng nghe mấy cái bồ đẻo này điếc tai lắm. Hôm nay thì giới thiệu tới toàn thể quý vị khán giả yêu quý là một cái sản phẩm là củ tép từ neo các bác nhá. Củ tép từ neo là mã của nó là N750, cái này là hàng chính hãng BM. Hàng chính hãng BM China nhá. Các bác nhìn này cái mặt bích của nó nhìn, nhìn nó tiện này, sáng không? Quá sáng và quá đẹp luôn. Đấy, quá sáng quá đẹp luôn. Lại lôi ra cái chỗ hoa vàng này cho lôi ra đây cho đẹp. Con này thì cầm nặng tay các bác nhá. Một củ này của nó thì nó phải rơi vào hơn 2 cân, cầm rất là nặng. Nhìn bé bé vậy thôi nhưng mà cái mật độ giá trị, tức là cái mật độ tiền bạc của nó khá cao đấy. Hơn 2 triệu một cặp loa tép này các bác nhá. Hơn 2 triệu một cặp tép này, tức là hơn 1 triệu là một cái đấy. Đấy, rất là đẹp. Đấy, nhìn này cái chấu đấu dây của nó này, vàng đồng này, đẹp không? Quá đẹp luôn. Và nắp này là nắp bằng, cái này cầm đây lại không gõ được cái nắp rồi. Kiếm cái gì cứng cứng ra đây gõ cái nắp này cái. Ở đây đưa cái chìa khóa đây. Con này thì là nắp nhôm các bác nhá. Và đây cả mấy con này thì đều nắp bằng nhôm này, lấy cái chìa khóa gõ đây các bác nghe nhá. Ui nó hút cả cái chìa. Đây đều nắp nhôm nhá. Đấy, nắp nhôm này. Cái chìa khóa này nhẹ quá thành ra gõ nó không kêu to. Cái này thì là nắp nhôm các bác nhá. Nắp nhôm này và côn 75. Đấy, 8 ohm. Trở kháng là 8 ohm. Con này là đường kính cuộn dây là 75 mm, có so với cái bàn tay của mình. Đấy. Củ tép từ neo khá to và đường kính cuộn dây là 75 mm. Và đối với những cái dòng loa từ neo này thì con này thì lắp cho loa full sân khấu thôi, chứ còn lắp gia đình thì quá thừa, tại vì cái loại này oánh sân khấu ngoài trời nó còn chơi được ấy. Những cái loa từ thường côn 72 người ta đã chơi sân khấu rồi, những cái loa từ neo này thì quá mạnh, tại vì từ neo này độ nhạy nó cao hơn từ thường, với cả công suất nó sẽ lớn hơn các bác nhá. Tức là độ nhạy cao thì nó sẽ cái hao phí ra cái dạng nhiệt ấy thì nó sẽ thấp hơn ở những cái loa độ nhạy thấp. Các bác phải hiểu là ví dụ như là 1W nó kêu được 90 dB, là với cái loa từ thường thì cái loa từ neo thì 1W nó kêu được lên đến 95-98 dB chẳng hạn, hoặc hơn 100 dB. Thì đương nhiên là cùng là một cái ngưỡng công suất mà nó đã kêu to hơn thì đương nhiên là cái hao phí ra cái dạng nhiệt ấy, thì nó sẽ thấp hơn các bác nhá. Đấy, hàng mới nguyên hộp và một hộp thì nó đóng là một chiếc như này. Đấy, các bác mua một đôi thì sẽ là hai hộp này đóng vào và gửi đi. Các bác mua một cái mình bán, tại vì cái này thì bên mình thì cũng bán hàng thoải mái thôi, nói chung là hỗ trợ khách hàng hết mức. Ví dụ những bác mà chẳng may mà bị hỏng mất một chiếc loa mà không có điều kiện mua một đôi chẳng hạn thì mua một cái, thì đương nhiên là các bác mà mua một cái thì phải thêm tiền vào, tại vì mình gửi một đôi này cái cước vận chuyển ấy, nó chỉ ngang gửi một cái thôi. Thì để đảm bảo cái quyền lợi cho những bác mà mua một đôi ấy, thì những bác mà mua một cái mình muốn mua lẻ thì đương nhiên là mình phải mất thêm tiền rồi. Mua lẻ thì thêm 50.000 các bác nhá, thêm 50.000 cước vận chuyển. Đấy, rất là đẹp cái mặt bích của nó này, các bác nhìn này nó tiện đẹp không? Các bác nhìn này. Đấy, nhìn mặt bích này nó tiện này bằng cái thép, rất là sáng nhá, sáng loáng luôn, đẹp luôn. Và đây là cái họng của nó. Họng của nó có một cái lưới mỏng mỏng, một cái lưới sắt này để chống bụi các bác nhá. Đấy, đẹp không? Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Đấy, nói chung là một sản phẩm chính hãng, chơi tốt cho những cái loa full sân khấu, ví dụ các cái loa mà JBL 715 725 2 bát 40 một tép, thì dám khẳng định với các bác là một cái loa tép này nó kêu to hơn hai cái loa bát của các bác luôn. Độ nhạy rất là cao. Nói chung là với cái dòng loa từ neo này thì độ nhạy thì không phải nghĩ rồi, và rất là sáng tiếng. Nói chung là không phải tự nhiên mà nó lại đắt hơn cái loa tép từ thường. Cái loa từ neo này đắt gấp đôi cái loa tép cùng phân khúc mà từ thường các bác nhé. Cùng là cái tép tàu ấy, cùng là cái tép tàu, cho là tép tàu chính hãng thì nó đắt gấp đôi luôn. Và nhá. Cái giá thành sản phẩm nó quyết định bởi cái vật liệu cấu thành sản phẩm này, bởi cái công người ta nghiên cứu, người ta chế tạo ra sản phẩm này, bởi cái công người ta sản xuất ra cái sản phẩm này, bởi cái giá trị vận chuyển này, cái giá thành vận chuyển này, và bởi cái lãi của cái người buôn như chúng mình. Và ở đây thì là cái sản phẩm này nó đắt nhất là ở cái nguyên vật liệu cấu thành lên cái sản phẩm là cái nam châm neo ấy. Cái nam châm neo nó rất là đắt các bác nhá. Nên là tại sao là vẫn là cái loa tép vậy thôi, nhưng mà nó lắp cái nam châm bình thường, vẫn cái mặt bích vậy, vẫn cái côn loa vậy, vẫn cái nắp nó như vậy, khác mỗi cùng nam châm thôi. Loa bình thường thì nó chỉ loanh quanh tầm độ triệu, triệu một, triệu hai, triệu ba, xịn xịn lắm thì đến triệu sáu, triệu bảy, triệu tám đi là đắt lắm rồi, là đến triệu tám.
Nhưng cái loa từ neo này rẻ nhất của nó đã có hơn 2 triệu rồi các bác nhé. Rẻ nhất đã hơn 2 triệu rồi. Đấy, nói chung là đắt thì phải sắt ra miếng. Các cụ nói không có sai, tiền nào gạo đó. Không thể nào mà nó đắt mà nó lại không hay bằng mấy cái thằng rẻ thì nghe nó hơi vô lý các bác nhé. Nói chung là các cái loại loa cùng phân khúc mà từ thường thì chắc chắn là sẽ không hay bằng cái loa từ neo này rồi. Độ nhạy rất là cao, công suất lớn. Chơi lắp loa full sân khấu, ví dụ các bác mà lắp array ấy, đấy, vừa rồi thì cũng nhiều bác lắp array cũng có đặt hàng bên DVH đấy. Chơi các cái loại tem này, lắp array thì cực kỳ sáng tiếng luôn và phóng xa, phóng rất là xa. Hoặc là các bác mà đi lắp loa cho thuê đám cưới ấy, cho thuê loa đài đám cưới hoặc các cái sự kiện linh tinh nhỏ nhỏ ấy, chơi các cái loa này thì quánh quá phê luôn. Giá thành rẻ mà hiệu quả cao. Các bác không tin thì các bác cứ đến tận cửa hàng của DVH và test thử nhá. Mình sẽ cho các bác test thử một cái loa từ neo này với cả một cái loa từ thường. Thì dám khẳng định với các bác là cái loa từ thường ấy, ví dụ các bác mà đánh giá cái loa từ thường được độ 7-8 điểm ấy, thì cái loa từ neo này nó phải được tầm độ 9 điểm. Dám khẳng định với các bác luôn. Dám khẳng định luôn đấy. Và nó kêu to hơn, độ nhạy cao hơn và nghe nó thanh, nó sắc hơn. Nói chung là tiền nào gạo đó thôi các bác. Hơn 2 triệu một cặp loa tép này mà không hay là không được luôn ấy. Phải hay. Hơn 2 triệu mà không hay là không được. Đấy. Rồi ok, clip này mang tính chất giao lưu vậy thôi. Và hẹn các bác ở clip sau. Clip sau thì mình sẽ ghép cái loa này, ghép vào phân tần và ghép vào thùng loa, và sẽ test thực tế cho các bác xem nhé. Các bác hẹn gặp lại các bác ở clip sau nhé. Nhớ đăng ký kênh của DVH và nhớ theo dõi clip tiếp theo của mình. Sẽ có clip test chi tiết về cái củ kèn 750 từ neo này các bác nhé. Côn 75 từ neo rất là đẹp, giá hơn 2 triệu. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip sau nhé. Có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với DVH qua hai số điện thoại để được tư vấn và đặt hàng. Cái này thì mình gửi hàng theo đường bưu điện, nên là dù có ở nơi đâu, chỉ cần thực sự có nhu cầu liên hệ trực tiếp với DVH để được tư vấn và được đặt hàng về sản phẩm này nha. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip sau.